Rồi, chào quý vị nha. Nay là mùng 4 Tết, chắc bạn heo đi ăn phở. Cá ăn cơm rồi thèm phở. Bạn heo cho ăn cơm thèm phở hả? Vì bạn về Bình Phước, bạn ăn phở. Đây phở đây chứ. Heo ăn chán cơm rồi cho bạn ăn phở bữa đi, bạn thèm phở lắm rồi. Đúng không? Thèm phở lắm rồi đúng không? Đây, mình cũng chán cơm rồi mình đi ăn phở đây, thèm phở đây. Phở ở đây nhìn thấy hấp dẫn quá ha. Đây, phở tái quý vị ơi. Phở tái nha. Đã ăn cơm rồi, nay đi ăn phở thôi. Tết không được ăn phở, nay mùng 4 là hết Tết rồi nên là đi ăn phở. Đúng không bạn? Ăn không? Đúng rồi. Rồi, bắt chanh vô. Rồi, mời cả nhà ăn phở nha. Bạn heo ăn phở này. Có dầu giá này. Dầu giá này. Có sa tế này, ớt này, chanh này. Bạn cho tôi ăn mà tối bạn bực mình. Ai nói gì đâu. Bạn ăn đi thôi, chứ sao? Bạn heo bỏ quá trời ớt rồi quý vị. Bạn làm hết nửa chai tương ớt rồi. Ta có một dĩa ớt, bạn làm hết nửa dĩa. Ghê quá đi. Đây là cái nồi ngô này. Đấy, thấy có tái nào. Hấp dẫn này. Đấy, hấp dẫn không? Đây quý vị, đây là có thịt này, bò này, đầu hành này, đây bên trong, đây là cái quán bên trong này, quán này quý vị. Đầu hành này ăn. Ăn đi. Mời cả nhà ăn sáng. Mời cả nhà ăn sáng nha. Đây, màu của bạn hấp dẫn không? Hấp dẫn, ngon không? Bạn làm hết nửa chai tương ớt rồi bỏ không hấp dẫn. Trời, nói mà không tin nữa, quý vị ơi, làm hết nửa chai tương ớt rồi. Mà ăn tương đen mà. Mình lúc cái lúc mình dốc đây này chẳng còn tí nào, bạn heo xài hết trơn rồi. Bạn heo xài hết nửa ra tương ớt luôn. Rồi, mời cả nhà ăn sáng. Năm nay Kiên sẽ cho quý vị ăn món bún bò. Kiên sẽ mở tiệm bún bò. Bạn ăn bún bò không? Mà sao tôi mở tiệm bún bò đây nấu cho bạn ăn? Nhà bạn heo ăn phở này. Thấy quý vị mới mùng 4 Tết sáng này. Thấy đường phố Sài Gòn vắng hoe à. Đấy, phố Sài Gòn Tết này. Khi đang ở quận 3 nhá. Vắng hoe à quý vị. Đấy. Mọi người vẫn đang say giấc ngủ. Chỉ có bạn heo là dậy sớm. Heo ngủ không được. Heo cười hí hí. Bạn heo ăn phở nha. Chán cơm này tôi ăn phở nha. Bạn về Bình Phước mà ăn gì mà không được. Ai bảo tối bạn không cho tôi ăn cơm giờ tôi ăn phở.
tôm không nấu thì phải đi ăn phở cho ngon. Ai bảo không nấu? Nấu chín thì không được ăn. Bạn kỳ cục quá. Tối là nấu cơm chín mà không cho tao ăn. Ngon. Phở đây rất là hấp dẫn quý vị, rất là ngon. Đây, thằng là làm phở đây. Thái nạm, hai loại. Mời các bạn heo lên truyền hình đi. Mà heo ạ, tí bạn trả tìm cắt xe cho tôi nhá, mình quay phim thôi nhá. Heo nghe không? Tôi nói bạn nghe không? Ở tí bạn không phải là heo, bạn là gì hả? Bạn không phải là heo thì bạn là gì? Chẳng lẽ bạn này là cái bên giới à? Chơi với bạn. Em là cái bên giới. Chào anh chữ bên giới nha. Ai thấy bạn heo giống chữ bên giới cho số 1. Đang phát trực tiếp. Quá trời người cho số 1 luôn, trời ơi. Cảm ơn anh đấy. Anh đi ở quay tay. Bên kia cũng được. Rõ ràng nhá. Tiền này đòi chia 50. Mà quay thì không chịu quay. Bảo quá. Nó là chia gì lắm. Từ từ. Cái tay à. Đang quay đấy. Ông mới ngủ dậy xấu trai quá đúng không? Rồi giờ đi ăn phở đi. Nước ngọt kìa. Nước ngọt kìa. Con heo quay mà mắt lát quá. Thank you.
chào cả nhà đi bạn heo. Rồi chào cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Xin trân trọng mến chào nha. Cười coi. Bạn heo này bảo cười mong cười. Cười nhe răng. Được rồi. Cười nhe răng. Thôi không chơi bạn heo nữa, tí bạn heo đi tắm á. Thôi chào cả nhà nha.